Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Loa, rất nhiều loa luôn. Và có những mẫu loa giảm tới 8 triệu tại One Way trong dịp sale lỗ lần này của họ. Thì các bạn thấy sao? Nói chung á, loa nó là một cái món đồ không thể thiếu được dành cho bất cứ ai mà thích nghe nhạc. Cho dù thích nghe nhạc đến đâu, các bạn có đồng ý với mình không? Không phải lúc nào chúng ta cũng đeo tai nghe được. Đeo tai nghe nhiều thì cũng khá nhiều vấn đề. Thế nên những cái loa nó sẽ phụ thuộc vào từng cái nhu cầu của mọi người, sẽ có những cái mức hợp lý và những cái thiết kế kiểu khác nhau. Ví dụ như mang đi ra ngoài chỉ cần một cái loa nhỏ gọn các kiểu thì JBL Go 3. Chúng ta muốn có một chất lượng âm thanh ngon nghẻ hơn một chút xíu nữa, thiết kế cũng đẹp thì chúng ta có Ableton. Hay thậm chí các bạn muốn có một chất lượng âm thanh nghe vocal thật sự tuyệt vời thì chúng ta lại có Beolit Explorer đến từ bang Olufsen. Hay thậm chí các bạn muốn có một công suất rất lớn nghe sập sinh các thứ thì chúng ta lại có XE300 đến từ nhà Sony ở đây. Đây, mỗi cái loa nó lại có một cái đặc điểm khác nhau. Thậm chí nếu như các bạn muốn có những cái loa vô cùng xịn sò, vô cùng đắt tiền, chúng ta có thể tìm kiếm đến những cái mẫu như là Marshall Wolverine 2 mà trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ đến các bạn. Giá bây giờ phải nói là cực kỳ tốt tại One Way. Đại gia thêm xíu nữa chúng ta có thể chọn những mẫu loa hơn 10 củ. Bởi vì đây, riêng cái mẫu loa đấy là B&O Beolit 20. Đấy, con này nó được giảm từ mức giá 19.590.000 chỉ có 11.590.000 tại One Way mà thôi. Và đó cũng là cái sản phẩm được giảm giá lên tới 8 triệu đồng các bạn ạ. Cái con Beolit 20 này phải nói là nghe cực kỳ hay luôn. Nhưng bởi vì là nó hơi quá, thế nên là mình không mượn được. Mình mượn con này thôi, nghe cho nó hợp lý. Và thật sự thì trong cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến cho các bạn cách để chúng ta có thể lựa chọn một cái mẫu loa hợp lý với nhu cầu của bản thân. Ok, bắt đầu thôi. Yếu tố đầu tiên, các bạn trước khi xác định mua một cái loa cho bản thân mình thì phải xác định được cái nhu cầu mà chúng ta sử dụng loa và cái mục đích gì trước đã. Mình lấy một cái ví dụ nhé. Các bạn mà hay đi ra ngoài nhiều, các bạn mà hay ngồi cà phê với bạn bè, thậm chí là các bạn đi kiểu đi làm này hay phải đi công tác ở ABCZ các thứ khắp nơi, thì cái nhu cầu chúng ta cần một cái loa để các bạn nghe nhạc cho nó đỡ buồn. Chúng ta cần một cái loa để mà các bạn nghe ở phòng khách sạn ABCZ. Thì đương nhiên lúc đó các bạn sẽ không thể nào mang được những cái loa kích thước quá lớn như thế này để làm gì cả. Nó vừa vướng víu, nặng ba lô, nặng vali. Mà thật sự thì chưa chắc là ngồi nghe trong những căn phòng kiểu, ví dụ các bạn ngồi nghe quán cà phê hay các bạn ngồi nghe trong phòng khách sạn thì chúng ta không thể nào mở nhạc được cái mức âm lượng quá lớn. Vậy nên những lúc như thế thì những cái mẫu loa nhỏ nhỏ như thế này này thì nó lại là phù hợp. Đó, hay nếu như các bạn cần một cái loa trên bàn máy tính, các bạn cần một cái loa để ngoài phòng khách, hay các bạn cần một cái loa để cố định một chỗ, thì những cái loa di động như thế này các bạn nó lại không phù hợp. Và những mẫu loa như kiểu Marshall Stanmore 2 mình hiện tại đang để trên bàn làm việc của mình này, hay là Marshall Wolverine 2 để trên bàn TV, thì những cái loa như thế nó sẽ cố định một chỗ, kích thước rất lớn và công suất của nó cũng lại cực kỳ lớn. Để các bạn trải nghiệm ở nhà thì nó sẽ phù hợp hơn. Nên yếu tố đầu tiên các bạn phải xác định được đúng cái nhu cầu của bản thân mình để chọn cái loa làm sao cho nó phù hợp nhá. Yếu tố thứ hai rất quan trọng, xác định được cái dòng nhạc các bạn hay nghe nhất. Cái thế giới gì mình không biết, nhưng riêng cái thế giới âm thanh á, nó vô cùng khó để mà đánh giá. Bởi vì cái gu nhạc mỗi người là khác nhau, và thậm chí bởi vì cái cảm nhận của tai người là khác nhau ở mỗi người nhé các bạn nhé. Có thể các bạn không tin đâu, nhưng mà cái độ nhạy của tai người là nó rất khác nhau. Tức là có những người thì có thể nghe được cái mức độ nhạy về mặt âm thanh xuống cái mức rất là thấp, để nghe được những cái tầng bass rất là thấp, chỉ tầm khoảng 20kHz thôi. Nhưng cũng có những người phải nghe chỉ tầm 40kHz mà không phân biệt được những cái tầng âm bass khác nhau rồi. Cũng đương nhiên với những người mà càng trẻ thì cái độ nhạy về thính lực thì họ là có thể nghe được những cái âm thanh ở tần số nó cao hơn. Có những người mà có thể nó lớn tuổi hơn chút xíu rồi ấy, mà không để ý nhiều về yếu tố này đấy, thì có thể là cái thính lực của họ giảm đi, họ không nghe được những chi tiết cao. Vậy nên đôi khi đánh giá loa như này này, chúng ta hay nhìn vào rất nhiều những bên chuyên nghiệp ạ. Họ hay có những cái biểu đồ để xem cái loa này đạt được cái mức này hay là không. Nhưng mà thực tế ra mà nói thì cái con số đấy nó chỉ mang tính chất để mà tham khảo thôi, chứ còn cảm nhận của mỗi người nó là khác nhau. Thế nên nó mới sinh ra những cái loa cho dù cùng cái kích thước nhưng mà giá nó lại khác nhau, bởi vì cái kiểu âm thanh tạo ra nó là khác nhau. Hay thậm chí cũng là những cái loa, có những cái loa mà gắn trong những cái phòng tiền tỷ. Nên là riêng vì yếu tố đánh giá về mặt âm thanh này thì mình cũng nên bó tay, mình chịu. Mình chỉ có thể chia sẻ được cái cảm nhận của bản thân mình thôi nha các bạn nhá. Nhưng nó hầu như sẽ chia ra một vài những loại chính như sau.
một vài những loại thiên về âm bass, tức là cái loa đấy toàn bass là bass thôi. Đấy, đây là một cái ví dụ tiêu biểu này. Đây là con Sony SRS-XE300. Thì cái dòng XE này trước đây mình đã từng có làm video review rồi, toàn bass thôi. Bass là chính thôi. Bass. Không có gì ngoài bass cả. Nghe nó trầm, nghe nó lực, đánh những bài nhạc remix và nghe cái nền âm của nó tối xuống. Nói chung là nghe cái loa này, cái nền âm của nó là cực kỳ nịnh. Và đối với các bạn trẻ hay nghe nhạc sàn, nhạc remix, nghe nhạc kiểu có những tiết tấu nhanh và những tiếng trống nhiều thì chắc chắn là nghe cái loa này sẽ cực kỳ là phê. Cái loa này thì bản thân mình đánh giá không quá cao về cái mặt chất âm đâu, tại vì bây giờ thì mình cũng ít nghe những bài nhạc kiểu nhiều bass như thế rồi. Nhưng mà tổng thể thì bạn nào mà thích những cái bài nhạc mà phải nói là cực nhiều bass sôi động, và đương nhiên là bởi vì kích thước nó lớn và cái công suất của nó cũng rất là lớn nữa, vậy nên nó cũng sẽ có thể đánh được một cách rất là ok, kể cả trong nhiều những tình huống mà các bạn có mang nó để sử dụng ở ngoài trời. Nói chung riêng cái loa nào mình không biết, nhưng riêng con này đánh âm bass và đánh cái lực của nó thì thực sự rất là ok. Hay là nó cũng có những cái tính năng liên quan đến trải nghiệm âm thanh rất là xịn sò, ví dụ như là nó cũng có luôn cả LRAC, cái codec âm thanh Bluetooth chất lượng cực kỳ cao của Sony phát triển. Và đấy, nó có luôn đấy. Ok, hay nhìn sang những cái mẫu loa này thì chúng ta lại có một cái kiểu âm khác. Nói chung cái này thì toàn bass rồi nhá. Cái kiểu thứ hai á, đó là nó lại thiên về cái kiểu dạng đấy là vocal. Vocal ở đây nó sẽ thể hiện cái giọng hát của ca sĩ một cách rất là rõ ràng, chi tiết và nghe nó ngọt ngào. Thì đây là một cái ví dụ rất là tiêu biểu. Đây là con Bang & Olufsen, Bell Sound Explorer. Thật sự mà nói thì cái con loa này mình thấy nó còn khoảng hiện tại là có hơn 4 triệu. Thì đây là một cái mức giá quá tốt cho một con loa nghe rất hay như này. Tại Onewave thì mức giá con này khoảng hơn 4 triệu thì nó rẻ hơn so sánh với những bên khác đến cả triệu cơ. Thì các bạn có thể tham khảo. Thì cái mẫu loa này nó lại không có nhiều bass nha các bạn nhé. Bass nó không có cái nền tối, nó không có cái kiểu nó kéo cái nền âm xuống tối như con Sony, mà cái kiểu bass của nó lại thanh hơn, gọn hơn, đánh vẫn có những cái tiếng trống điện tử, những cái tiếng kích nghe khá là rõ ràng, và nó vẫn tạo được một cái sự dồn dập trong cái quá trình mà nó đánh như cái bài nhạc remix. Nhưng mà cái hay hơn đấy là cái thể hiện giọng hát của ca sĩ, thể hiện cái giọng vocal của ca sĩ nghe rất là ngọt ngào và nó cực kỳ chi tiết. Cái sự chi tiết thì con Explorer này đến từ nhà Bang & Olufsen thực sự khiến mình rất là bất ngờ. Cái lần đầu tiên mình mở cái loa này mình nghe lên một cái mình bị sốc luôn đấy. Rất là đáng tiếc là những cái bài nhạc mình hay nghe thì mình lại không mở được lên trên cái video như này, tại vì sẽ bị đánh bản quyền. Nên là mong các bạn thông cảm, mình chỉ có thể miêu tả bằng lời như thế mà thôi. Nhưng mà đến cuối video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ có một đoạn test để cho các bạn có thể thấy cái sự khác biệt rất rõ ràng là như thế nào nhé. Ok, rồi thì đấy là hai cái thể loại mà các bạn có thể thấy nó rất là rõ ràng tách biệt ở đây: chuyên bass, chuyên vocal, gọi là chuyên mid đấy. Thế thì hai cái loa này ở đây thì nó có cái gì? Đấy cũng là cái thể loại thứ ba, đó là một cái thể loại mà nó gần như là nó không thiên về bất cứ một thứ gì cả, nghe nó cứ đều đều, nghe nó rất là cân bằng, nhưng nó cũng vẫn sẽ có những điểm nhấn nhất định. Ví dụ như là con Marshall Amberton ở đây, thì cái loa này nó mang một yếu tố khác, đó là cái sự thiết kế của nó rất là đẹp, nhưng lát nữa mình sẽ nói đến yếu tố đấy sau. Nhưng xem về cái chất âm của con Marshall Amberton này, thì cá nhân mình đánh giá nó đúng theo cái ý nghĩa đấy là nó khá là cân bằng. Cái cân bằng ở cái yếu tố ví dụ như là giải bass nó cũng không quá lực, nó không quá căng, nó không quá tối, giải mid nó cũng không quá sáng, và nó cũng cứ đều như thế. Thì tức là cái kiểu loa như này này nó sẽ lại phù hợp đến một cái đối tượng, đấy là nhạc nào cũng nhảy, loại nào cũng nghe, và nghe cái nào nó cũng ở mức kiểu là bình thường, nó không quá nổi bật, nó không quá ấn tượng một cái điểm gì đó. Cái kiểu loa như này thì tức là các bạn nghe vocal cũng ok, nó vừa phải. Các bạn nghe những thể loại nhạc sàn, tiết tấu nhanh, remix, nền âm tối cũng ok. Thế nhưng mà như mình đã nói, bởi vì nó không thiên về một cái gì cả nên là ok, nó cũng là một cái lựa chọn khá là thú vị dành cho mọi người mà, đúng không? Còn đây là cái dòng mà có thể nói về chất âm thì chắc là không cần phải bàn đến quá nhiều, tại vì trong cái tầm giá của nó cũng như là trong cái thiết kế nhỏ gọn như này không thể nào chúng ta đòi hỏi được những cái chi tiết chất lượng cao giống như những cái loa mình vừa chia sẻ. Nhưng nó lại có một cái đặc điểm rất là nổi bật, đó là cái sự linh hoạt của nó. Cái con loa này thì đương nhiên mọi người sẽ không mua nó về cái chất âm, nhưng đây cũng sẽ là cái thể loại tiếp theo, đó là mua vì cái sự linh hoạt của nó. Đây là một cái loa mà nó có những cái tiêu chuẩn chống sốc rất là ok, các bạn quan quật thoải mái. Chúng ta cũng có tiêu chuẩn kháng nước ok, sử dụng ở hồ bơi các thứ cũng bét nhẹ. Và bởi vì nó là cái loa mà các bạn có thể quan quật ở khắp nơi, thì nên các bạn có thể treo bất cứ đâu, âm thanh cũng sẽ ở bên cạnh của các bạn, và nó cũng rất là nhỏ gọn như thế này nữa. Đó, công suất của cái loa này tối đa là 5W, vậy nên cái loa này cũng sẽ dành cho những ai rất thích cái sự linh hoạt của nó. Còn về chất lượng âm thanh thì JBL Go 3 mình cũng đã từng có một cái video chia sẻ rất là kỹ rồi. Nó cải thiện rất nhiều so sánh với những dòng Go trước đây của JBL, và chất lượng âm thanh của nó thì cũng thật sự không phải là dạng vừa đâu.
Ok, đó, thế nên tóm lại, những cái loa này nó sẽ có những cái đặc điểm riêng của nó. Hay các bạn nhìn vào những cái mẫu loa như là Warburg 2 thì âm bát của nó gọi siêu lực, siêu to, siêu đầm luôn, kết nối đến những thiết bị trong gia đình, Bluetooth ok, kết nối đến TV ok, hay kết nối đến những thiết bị ngoại vi bên ngoài khác cũng cực kỳ là ok. Rồi pairing, stereo các thứ, những cái mẫu loa như thế chúng ta khỏi phải bàn rồi. Ok, thế thì có một cái yếu tố cuối cùng nữa mà mình tin là nhiều bạn khi mua loa cũng sẽ cần phải cân nhắc, đó là cái thiết kế bên ngoài của nó. Đó, với những cái mẫu loa đặc biệt theo kiểu như là con Sony này thì thật sự cũng chả có điều gì phải nói đến nhiều cả. Bát là chính. Và thường là những cái mẫu loa này thì lâu lâu mọi người mới mang ra ngoài thôi, chứ không thì thường mọi người sẽ để ở một chỗ. Mấy cái mẫu loa đẹp như thế này này thì chúng ta lại mang yếu tố để mà decor rất là đẹp, rất là thú vị và rất là ấn tượng. Ví dụ như con Explorer này đến từ bang Auxerre, hay là con Marshall này, Marshall Everton này, lại bảo cái thiết kế này không đẹp đi. Các bạn mà đi ra ngoài cà phê mang những cái món đồ như thế này này thì chúng ta cũng lại là một cái món đồ để mà decor rất đẹp khi mà chúng ta chụp hình check-in, hay là những cái thiết kế kiểu như vậy thì nó lại mang cái sự linh hoạt. Thế mỗi người một gu, mỗi người một kiểu. Nên các bạn, cái quan trọng nhất phải xác định được cái nhu cầu của bản thân, sau đó chọn cho mình một bộ loa hợp lý, thế là ok nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến một cái đoạn test loa. Cái này test loa vui vẻ nha các bạn nhá. Đấy, mình sẽ test cả bốn cái loa này để các bạn có thể thấy là bốn cái kiểu âm thanh theo rất nhiều phong cách khác nhau thì nó sẽ là như thế nào. Trước khi quay một cái đoạn test âm thanh như thế này, âm thanh bây giờ của mình đang hơi bé bởi vì cái mic nó hơi bị xa. Đó. Nhưng mà mình sẽ bài test thứ nhất mắc âm lượng, thứ hai nữa sẽ mở chung một bài và mình sẽ chuyển qua lần lượt từng cái mẫu loa một các bạn nhé. Đầu tiên, JBL Go 3. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, childish shame will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in, and I'm getting it. There ain't no point. Best of me now, best of me.
test một cái đoạn nhỏ nhỏ như vậy để các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt của những cái mẫu loa như này. Cái này thì mình không đánh giá là cái loa nào nó hay hơn cái loa nào cả, tại vì đương nhiên gu nhà của mỗi người nó sẽ là khác nhau, quan trọng nhất là các bạn tìm kiếm được cái mẫu loa phù hợp thôi. Vậy các bạn thấy sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.